Vâng ạ, kính chào toàn thể các ông bà, các cô chú cùng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc cũng như là công trình nhà của cháu Phượng. Đáng lẽ ra ngày hôm qua đã kết thúc cái công việc trọn vẹn rồi cô chú ạ, nhưng buổi chiều thì anh em có một chút việc gia đình cho nên là tạm dừng lại, và ngày hôm nay, trong buổi sáng ngày hôm nay thì Ngân đang trở lại trên công trình nhà của cháu và anh em đang hoàn tất những cái công việc cuối cùng để chuẩn bị bàn giao cho nhà của cháu Phượng rồi. Rất là vui cô chú ạ. Bây giờ thì Ngân mời quý ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn sẽ lên trên nhà và đồng hành với video tiếp theo này trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc, để xem chúng ta sẽ cùng đi lại một lần để xem trọn vẹn ngôi nhà của cháu Phượng như thế nào, cô chú, các anh chị cùng các bạn nhé. Xin chào nhá. Chào chú nhá. Vâng. Cái này hôm qua anh em mình hôm qua là làm cái này nhưng mà khô rồi cô chú ạ. Tha hồ rồi. Qua hết hôm qua, buổi qua nó nắng nên là không. Hello anh em nhá. Vâng. Sao hôm nay là đông thế? Ôi giời ơi. Xin chào. Xin chào. Nhưng mà sao hôm nay lại bác làm ở đây cả 2 tháng rồi mà sao hôm nay mới thấy đông toàn các cô bé bé xinh xinh thế này nhỉ? Là bạn của bé Phượng à? Bạn cùng học hay sao? Cùng học à? Thế nhà có ở gần đây không? Không à? Ủi xa à? Thế thì biết bạn Phượng có nhà mới cho nên là đến chơi à? Tuyệt vời nhỉ? Thôi thế thì đây mấy đứa ngồi đây cũng được. Đây, may quá bác còn hôm nay bác còn mua mấy gói bánh này, không thì lại không có quà gì rồi. Nào. Và Phượng đâu? Từ sáng giờ các bạn đến có cái gì mời các bạn chưa? Chưa. Đây con ra đây. Ra đây. Ra đây để lấy bánh đây phát cho các bạn đi, chia cho các bạn cùng ăn. Đấy. Chia cho các bạn cùng ăn nào, mời các bạn đi. Người hai cái nhỉ, người hai cái đủ đấy. Đây còn một gói nữa đây, may quá bác còn mua nhiều đấy, mua ít thì làm sao mà đủ đây. Rồi đây, hai tay vào phát cho các bạn nhá, ai chưa được. Hôm nay đến chơi đông vui thế này. Có bao giờ từ ngày xưa có bao giờ lên nhà bạn Phượng chơi bao giờ chưa? Chưa. Còn chưa. Thế à, thế hôm nay là rủ nhau là cùng lên đấy, chủ nhật đấy. Thế thấy nhà của bạn Phượng thế nào? Đẹp. Đẹp à? Thế sau này thi thoảng phải lên chơi bạn Phượng với nhá. Đó. Để cho động viên bạn Phượng nhá. Đó. Ở đây mình nhà mình chưa bật điện đúng không? Gọi lên từ sáng nào. Đấy. Rồi, ăn đi các chú, không các bác không ăn đâu nhé. Đây mấy đứa chơi nhau cùng ăn nhá. Đấy. Ôi chị Hà lên kìa. Ôi chị Hà. Kêu thật. Cứ từ từ, cứ từ từ. Làm như từ năm nào mới gặp, vừa gặp hôm rồi rồi. Rồi xin chào. Đây vào đây. Đây có các em đến chơi đông đây này. Sao đến đúng giờ thế nhỉ? Như là hẹn nhau nhỉ. Thế các bạn chào chị chưa? Đó. Chị chào cho các em chưa? Thế chị, thế các em biết chị này không? Có. Chị gì? Sao mà biết? Xem trên TV. Xem trên TV à? Thế là biết chị Hà, mời chị Hà với. Xem trên TV mà biết chị Hà luôn. Vậy là vui, các cháu ăn đi nhá. Bác không có cái gì cả bất ngờ này. Nhưng may ra mua mấy gói bánh theo thì còn có cái ăn cho vui.
xong rồi ở đây chơi với bạn Phượng nhé. Để bác đi lòng vòng ngôi nhà làm việc một tí nhá, tí bác cháu mình trò chuyện sau nhá. Ngồi đây chơi, ăn đi, ngồi đây chơi với em một tí nhá. Chú đi lòng vòng một tí đấy nhá. Hiện tại thì ở ngoài kia thì anh em thợ mình đang làm cái ô văng của chú ạ, cái bên cửa sổ này này. Cái ngoạn hơn. Ồ. Hết mức. Hết mức có thể rồi à? Thật ra cái này thì cái cửa này thì anh em cũng thiết kế không biết làm cái nào nữa cô chú, bởi vì là cũng chỉ làm được như thế này thôi, che nắng che mưa cháu, với lại tận dụng cái sắt này với lại cái tấm tôn còn dư làm cho nó thẩm mỹ một chút. Thứ hai nữa là cũng gọi là che được cái nước mưa nó bị hắt vào trong nhà thế này thôi. Căn sau thì nếu như có sự chuẩn bị từ đầu thì anh em mình sẽ cố gắng là thiết kế nó đẹp hơn. Cái này thì cố gắng hết mức rồi, cũng không biết làm thế nào cho nó đẹp nữa. Thì tạm thời là làm như thế này thôi. Nhưng mà có lẽ là như thế này cũng vừa tiết kiệm mà cũng hợp lý rồi cô chú ạ. Căn sau thì mình có điều kiện mình chuẩn bị từ đầu thì mình sẽ làm chỉnh chu từ đầu hơn nhỉ. Nói chung là làm cái này thì tận dụng anh ạ, tận dụng cái sắt mình còn này với cái này mình còn, mà cái này thật ra nó cũng hợp lý bởi cái này nó nhẹ và nó cái này cũng là che nắng che mưa được mà. Đấy, thế làm này thôi. Thì em nghĩ là mình chỉ làm cái cửa này thôi anh ạ, cái phía trước mình không làm nữa đâu. Phía trước làm thì nó không có tác dụng gì mà nhìn nó sẽ xấu đi. Không cần thiết nữa nhỉ. Nó có cái mái lợp nó che. Đúng rồi. Không có gì lợp. Đấy, cái này thang này xong rồi chứ? Thang này xong rồi. Bỏ ra đây thử xem nhé. Đấy, trước mắt là chỉ có thiết kế này như thế này được cô chú ạ, cho nó gọi là có thôi. Còn bên phía sau này thì chắc là cái này cũng khô rồi chứ nhỉ? Khô rong rồi chứ? Đây. Hôm qua anh em có tráng cái này thêm, chú thấy làm này hợp lý không chú? Hợp. Quá hợp lý nhỉ. Ngon đấy. Đấy. Cái này nước mưa từ trên cái mái này chú nhá. Xuống nó xuống bây giờ nó chỉ xuống đây này. Vâng. Thì bây giờ nó xuống đây, nó trôi xuống đây thì nó sẽ không bị ngấm vào trong cái tường ở phía nhà nữa. Hoặc là cái nước từ trên này xuống thì nó cũng chỉ ở dưới này thôi, nó chảy xuôi đằng này. Bởi vì anh em làm hôm đấy là đào cho nó thoai thoải để nó chảy qua đằng này rồi. Nên là không lo cái bức tường này nó bị ẩm nữa này, bụi ngóng nữa này, làm xuyên suốt thế này cô chú ạ. Cái này thì anh hôm qua anh em làm từ hôm qua nó khô hết rồi đó. Đấy, tận bên này cả trong này cũng nâng cao lên này cho nó chảy hết ra bên ngoài nếu mà có nước này. Đó. Đấy, bên phía này thì anh em mình đang thiết kế cái cửa của cái nhà bếp nấu củi. Đó. Cái này mình còn sắt để làm khung cái này không anh? Còn. À. Cái này là khung cánh cửa. À. Cái này chỉ là khung cánh cửa. À. Cái này là khung của cái cửa đúng không? Khung bản lề. Khung bản lề. Còn cái này mình dùng một cái này thôi nhỉ? Vâng. Vâng. Anh em mình còn. Đúng là làm nốt cái cửa này, cánh cửa bên nhà bếp nấu củi này là xong xuôi hết rồi cô chú ạ, là không còn cái gì để làm trên công trình của nhà cháu Phượng nữa rồi. Sau cái buổi sáng ngày hôm nay thì Ngân cũng sẽ hỏi xem là cháu dành cái hôm nào để có thể là làm cái lễ bàn giao nho nhỏ chuyển về nhà mới cho cháu được may mắn, được mát mẻ trên ngôi nhà mới mình. Thế mấy đứa này thì bố mẹ lớn tuổi chưa? Mấy cháu ấy? À, bố sinh năm bao nhiêu? Không nhớ không? Không nhớ à? Bố con sinh năm bao nhiêu? Không nhớ luôn. Con nhớ tuổi. Tuổi gì? Hả? Na 50 tuổi à? Bố 50 à? Thế là gọi bằng chú Ngân. Còn bố bao nhiêu tuổi? Biết không? Bố chưa có bảo. Hả? Chưa có bảo á? Rồi, thế về hỏi bố xem bao nhiêu tuổi thì còn biết xưng hô nhé. Còn bố cháu là bao nhiêu tuổi? 41 tuổi.
41 tuổi à, sinh năm 83 à? Dạ. À, phải không? Độ 81. 81 á? Dạ. 81 thì năm nay 42 rồi. Dạ. À, hơn thế là gọi bằng chú Ngân. Còn bố thì sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 84. 84 à, thế gọi bằng bác Ngân nhé. Còn bố sinh năm bao nhiêu cún? Bố sinh năm 88. À, bố sinh năm 88. Trời ơi, bố sinh 88 mà có con lớn như này rồi. Thế con bằng tuổi Phượng không? Nhỏ hơn Phượng 1 tuổi. Thế là sinh năm 2012 à? Vâng. À, và bố sinh năm 88, là năm nay vừa có 30 mấy tuổi, 35 tuổi. Ừ, tính cả tuổi tuổi mụ là vừa 35 tuổi mà có con lớn như này rồi. Thế ngày xưa bố lấy vợ sớm đúng không? Năm 2011 ạ. Thế 31 tháng 8. À, người nhớ rõ thế nhỉ, cô bé này nhớ rất rõ. Thế nhớ sinh nhật bố không? Bố sinh ngày 24 tháng 5. Đấy, đây các con phải nhớ nhé. Đó, bố mẹ mình là về là phải nhớ nhớ tuổi, nhớ sinh nhật của bố mẹ mình chứ. Đó. Đấy, các con thấy không? Ở đây ai cũng có bố, có mẹ. Đúng không? À, có chỉ có bạn Phượng là thiệt thòi nhất đó. Bạn Phượng là rất là vất vả bởi vì là không có bố có mẹ lo cho, cho nên là các con á, chơi với nhau thì cũng phải thương bạn nhé, cùng chia sẻ với bạn, cùng quan tâm bạn, không được chia rẽ với nhau nhé. Đấy, cùng có cái gì cùng chơi, cùng giúp đỡ nhau, cùng chỉ bảo nhau trong cuộc sống nhá. Đó. Đấy, mấy đứa phải chơi ngoan với nhau đó, bởi vì bạn cho mấy các con là bạn thiệt thòi hơn nhiều lắm nhá. Ờ, đấy. Cái gì đấy? Ai? Bạn này. Ô. Mừng nhà mới á? Nhưng mà hôm nay chưa có làm tiệc gì mà. Bạn Phượng nó kịp làm đâu. Không sao. Không sao á? Ôi trời ơi. À, con tên là gì? Con tên là Hiền. Con tên là Hiền á? Dạ. Thế con lấy đâu tiền mà nhiều tiền thế? Nào, bác hỏi này. Thế con lấy đâu nhiều tiền đến 200 nghìn thế này? Bố mẹ cho. Bố mẹ cho? Dạ. Bố mẹ bảo là lên chơi bạn Phượng. Dạ. Xong rồi mừng cho bạn Phượng thế à? Dạ. Ồ, đấy Phượng nhớ nhá, đến hôm mà bác mà có làm tiệc nhỏ nhỏ thì nhớ mời các bạn với nhá. Dạ. Ồ, đây cảm ơn bạn chưa? Cảm ơn nhé. Rất là tuyệt vời của chú ạ. Bố mẹ cũng chu đáo. Chưa đâu là có tiền mừng. Này con cất cẩn thận nhé. Đó, các bạn cũng rất là quý cho nên mới đến chơi lại còn có quà cho mình như thế là rất là chân thành đấy. Đấy, sau này nhớ sống tốt với nhau hơn nhé. Thế vào đây để bác giới thiệu nhà cho các cháu biết nào. Đây các con ở đây nào. Đây giới thiệu với các con, đây là phòng của cháu Phượng. Ủa, ở đây để bác tắt điện đi thôi, nó yếu quá. Điện các bác đang hàn xì ngoài kia. Đây là phòng của bạn Phượng nhá. Đó, sau này có lên chơi là có thể là bạn nào mà thân mà thích lên ngủ chơi thì sau này là lên phòng ở trên này nhá. Đó, để ngủ chơi, phòng của Phượng là bác Ngân sẽ sắm cho bạn Phượng là một cái giường ở chỗ này. Đấy, một cái bàn học để kê ở trong này và một cái tủ quần áo thì có thể là để bên góc này. Đó, rất là gọn gàng để cho Phượng có cái bàn để học bài này, rồi có giường để ngủ này, có tủ để cho quần áo này. Đó, nhà bạn Phượng thì nhà các con có làm nhà vệ sinh ở trong này như này không? Không à? Nhà con có à? Cũng ở trong phòng luôn hả? À, có đẹp như nhà bạn Phượng không? Không. Không á? Không có mua bồn như thế. Không mua bồn như thế. Thế bồn như nào? Cái bồn ngồi. Bồn ngồi bệt ở dưới đất này hả? Ồ, đó. Đấy thì bây giờ nhà bạn Phượng là đẹp hơn à? Trêu một chút thôi. À, sau này thì nhớ là thi thoảng lên thăm bạn Phượng nhá. Lên ngủ chơi luôn nha. Đó. Rồi, bây giờ thì lại sang bên này. Đấy. Chỗ này thì bác Ngân sẽ làm cho bạn Phượng một cái bàn thờ để treo ảnh của mẹ bạn Phượng lên trên này. Đó, cho đẹp và cũng cho bạn Phượng đỡ nhớ mẹ hơn nha. Yeah. Đó. Đây còn phòng bên kia thì mình không ghé nữa, bây giờ qua bên bên nhà bếp này đi. Thế nhà các con có làm nhà bếp như giống như bạn Phượng không? Có à? À, thế là nhà bạn nào cũng tương đối là cũng gọn gàng rồi nhỉ. Cũng có cái kệ như thế này gì? Dạ. Có rửa bát ở trong nhà như này không?
À đấy thì đó thì vậy là bố mẹ cũng gọi là cũng sắm sửa và cũng xây dựng được cũng tạm tương đối là ổn rồi nha. Đấy còn nhà bếp nấu củi thì ở bên kia. Nhà con có hay nhà các con có nấu củi không? Có làm nhà bếp riêng không? Có. Có à? À thế là cũng gọn gàng đấy nha. Phượng hôm nay cảm giác thế nào? Thấy các bạn đến chơi vui này có vui không? Có ạ. À, thế bình thường ra có mấy bạn hay đến chơi? Thường thì có bạn này với bạn này. À, có hai bạn thôi. Dạ. Mà hôm nay là đông vui quá nhỉ. À, có khi bạn này cũng lên. À, thế à? Ờ, à, rồi. Thế hôm nào hôm nay bác Ngân chưa kịp làm cơm thì hôm sau thì mời các cháu cùng đến vui với bạn Phượng nhé. Khi bạn Phượng mời thì phải đến nhá. Ờ, rồi. À, Ngân cũng chia sẻ với các cháu một chút cô chú ạ. Đi, chú cháu bác cháu mình lại ra ngoài nhá. Cố gắng sáng nay xong nhỉ em nhỉ? Vâng, cố gắng đấy anh ạ. Làm kiểu gì kiểu sáng nay cũng phải xong đấy. Vâng. Không liên quan đến chiều nữa nhỉ? Vâng. Anh em làm cũng rất là đa năng. Đấy, từ xây, từ bắn mái, hàn xì, làm hết luôn. Một đội thợ anh em mình thì cũng mới căn nhà này là đầu tiên mấy anh em mình kết hợp. Trước thì các đội khác của bác Sâm. Nhưng mà Ngân rất là hài lòng bởi vì thấy anh em làm trách nhiệm và làm cũng đẹp và cũng rất là sạch sẽ, gọn gàng. Quan trọng là cái việc gì cũng làm được của chú ạ. Thì không phải mình không phải thêm những cái đội thợ khác nữa. Có mỗi cánh cửa thì phải có xưởng làm riêng ở dưới kia thì anh em không muốn làm thôi. Còn nếu mà làm có đồ nghề thì vẫn làm được. Cơ bản là chia nhau việc. Sáng nay anh em mình cũng đã dùng cái sơn chống rỉ để xịt vào những cái vết hàn của cái mái chống nắng mưa ở phía trước này, mái hiên này rồi cô chú ạ. Đấy, mấy cái vết hàn, những cái que sắt bắn này cho nó chắc này thì anh em cũng sơn rồi cho nó vừa đẹp với lại cũng không có rỉ này. Những cái cột này anh em làm rất là cẩn thận cho cháu. Bây giờ thì chuẩn bị là bắn cái bàn lề vào, mở ra đấy. Cánh cửa này mình cho mở ra đấy. Mở ra hẳn ra phía ngoài này. Bắn kiểu bên này điện yếu quá. Bây giờ mấy cái nhà dưới này cắm cơm ý, nói chung một cái đường dây này. Giờ này đang giờ cắm cơm 11 giờ sáng. Còn thiếu một cái bóng điện trong nhà bếp quên. Bếp nấu củi này anh em lấy để lắp nốt vào cho cháu. Bắn cái này nó không cần điện bằng cái máy hàn nhỉ? Vâng. Bắn này bình thường hơn đúng không? Vâng. Cái này khéo nó còn chắc hơn cái hàn ấy. Cái hàn nó bật nó không chín được không ấy. Ừ, tí nữa phải hàn lại. Tí nữa phải hàn lại. Lúc nào nó khỏe điện mới hàn được. Căng nhỉ. Điện yếu này. Đấy, bắn như thế là quá là chắc. Bốn đinh à? Bốn đinh đúng không? Quá chắc. Bốn đinh vào cái sắt như thế là chắc hơn là hàn đấy. Ba cái bắn lề đấy nhỉ? Hai cái bắn lề đấy nhỉ? Rồi. Là ba cái à? Ba cái bắn lề à?
cánh cửa nhà bếp đun củi này thì anh em cũng đã hàn xì xong rồi và cũng dùng sơn chống rỉ để xịt vào những cái vết hàn này cho nó đẹp và nó cũng bền hơn. Còn anh em trong này cũng đang gắn thêm một cái bóng điện cho cháu cho vào cái cánh cửa này đỡ phải khoan nó không xấu, phải xấu nhà đi ấy, khoan mà nó cũng xấu đi cho giữa cho cái nhà này được chứ. Ta giữa cái thanh này nha, cho nó giữa cái nhà này này. Bóng điện xong ở bếp này anh em sẽ lắp như này thôi. Thôi cắm thử cho nào. Sáng chưa? Cắm vào, cắm thử đây. Đấy, sáng rồi. Thế thôi, trong này chỉ còn này là sáng rồi. Sáng trưng luôn rồi. Đấy. Cắt tôn này nữa là xong đấy nhỉ. Ui. Dư là cái chắc rồi. Vân lấy dư tí cho yên tâm. Đủ không? Chiều đây đủ không? Đủ ấy. Chủ yếu là phải đủ cái chiều đấy không cắt nối và xấu lắm. Đấy. Nói chung cái này là phải dinh một tí khỏi nó thừa ra đứt chân tay ấy. Cái này ấy, tóm đấy. Giờ thì anh em đang cắt nốt cái tôn này nữa để bắn vào cái khung cửa nữa để gắn cửa lên là xong cánh cửa. Cố gắng trong sáng nay sẽ hoàn thiện cái cửa này nữa của chú ạ. Thế là dư bên dưới kia. Để cho bà con nấu cơm đi đó. Nấu cơm xong chín đi đó mới đủ điện để hàn được. Khổ thật. Làm cũng không. Điện đóm yếu này. Yếu nhưng mà máy này là hệ máy to. Phải cái điện mà khỏe mà khắp dưới kia ấy. Máy bé. Máy bé thì hàn tốt. Cho như vậy là cái tấm tôn này làm cửa thì đây đều anh em mình cắt xong rồi. Để anh tránh cho cái việc là nó bén quá thì có thể là mình không cẩn thận thì bị đứt tay đứt chân, cho nên là anh em phải xử lý cho nó khôn lại. Cửa này anh em đã bắn như này rất là chắc đấy. Đấy, anh em vẫn còn bắn thêm cái chốt cửa, chốt trong chốt ngoài nhà bếp. Rồi, thế thôi nhỉ. Ui, nặng phết đấy, không phải đùa đâu. Phết đấy. Ui. Nặng hơn cái nhôm kính ấy nhỉ. Lắp vào thôi. Lắp vào luôn nhỉ. Lắp luôn đấy. Lắp luôn đi mà nghỉ thôi anh em mình. Ui, lên buổi rồi.
Chỉnh cái trên anh chỉnh cái giữa. Anh chỉ chỉnh cái giữa nha. Được chưa? Được rồi. Lấy búa gõ gõ vào một tí. Rồi. Đấy, như vậy là cái này. Bỏ cái này ra đi nhỉ. Đấy, cái này chỉ có kê thôi. Rồi, như vậy là cái cửa nhà bếp núc củi này thì cũng được anh em đấy là xong rồi. À, rồi có cái chốt, cái chốt. Còn bắn cái chốt đó. Ừ. Con đéo. Cái này mà đi đâu thì chốt bên trong nhé. Vâng. Chốt bên trong xong rồi đóng cửa kia thôi, không cần khóa. Hiện tại thì như cô chú thấy là cái cửa nhà bếp nấu củi này anh em cũng thiết kế tạm như thế này thôi, cô chú ạ, cũng không cần phải quá là cầu kỳ. Đó, anh em cũng bắn như này cho nó chắc chắn là được rồi. Và làm tạm cho cháu cái cửa như thế này thôi. Này thì nằm ngoài danh mục. Đó cô chú ạ. Đó, và hiện tại là cũng rất là chắc chắn, chỉ cần như thế này thôi cô chú ạ. Như vậy là sáng nay anh em mình đã hoàn thiện được cái ô văng ở bên cửa sổ của phòng cháu Phượng ngủ, cũng như là cái cửa nhà bếp cho cháu. Như vậy là trên công trình của nhà cháu Phượng hiện tại đã được hoàn thiện trọn vẹn 100% rồi. Không còn cái gì để phải suy nghĩ, không cần phải làm cái gì nữa cả. Còn 2-3 hôm nữa thì sắp xếp được thời gian cho cháu được nghỉ học thì anh em mình sẽ bàn giao nhà cho cháu chính thức về ở thôi. Trước khi để khép lại cái việc và thi công nhà của cháu Phượng thì Ngân và cháu cũng đi chia sẻ lại với cô chú anh chị cùng các bạn một vòng. Đó là hiện tại là bước vào trong ngôi nhà sẽ là có 2 phòng ngủ của chú ạ. Đây sẽ là một phòng ngủ dành riêng cho một người ngủ, có thể là bà của cháu ngủ cũng được. Còn hiện tại thì chưa sắm cái gì trong nhà cho nên là vẫn còn trông rỗng như thế này. Một nhà này có một phòng ngủ này. Bên này thì đây là phòng của cháu Phượng này, cũng chưa kịp sắm cái gì cô chú ạ. Bên phòng của cháu Phượng thì với cái diện tích thì rộng hơn. Tuy nhiên là trong nhà của cháu thì lại có thêm một cái phòng vệ sinh riêng cho cháu. Bên trong này thì các cái thiết bị vệ sinh như bồn cầu, bồn rửa mặt cũng đã được anh em mình gắn và được lát đàng hoàng. Trên tường thì cũng được ốp viên tường đàng hoàng như thế này rồi. Và sẽ sắm cho cháu thêm một cái gương nữa để cháu có thể là sinh hoạt được. Phòng một mình cháu sinh hoạt cho nên là cũng thiết kế với diện tích là cũng không lớn lắm, nhưng mà rất là gọn gàng sạch sẽ như này. Còn cái việc mà sau này đảm bảo vệ sinh hay không là đấy là phải ở cái sự chăm sóc bây giờ cũng vệ sinh của cháu Phượng. Đó, phòng của cháu Phượng thì cũng chưa được sắm cái gì cả, đang cũng trông rỗng thôi. Còn bên này là sẽ là gian một cái gian phòng khách này của chú này. Và bên này sẽ là bên nhà bếp. Đây, nhà bếp ở đây thì anh em mình cũng thiết kế cái kệ để kê bàn bếp ga. Ở đây thì có lỗ để gắn bếp ga rồi, nhưng mà chưa có mua bếp ga được. Ở khu này sẽ là cắm nồi cơm điện hay cái gì đấy, tùy cháu có ổ điện. Bên này thì là cái bồn cho cháu có thể là vo gạo, nấu cơm hoặc là rửa rau. Ở trong này thì Ngân sẽ cố gắng là mua cho cháu thêm được cái giá để bát đũa ở trên này, khi mà rửa xong có thể để trên này cho nó gọn, được ốp bằng tường bằng cái đá trơn như thế này để sạch sẽ và lau chùi cho nó dễ. Khi mà nấu ăn thì khói rồi cái mùi thức ăn dầu mỡ nó có thể là sẽ hắt lên, thì bốc lên thì sẽ cần sạch sẽ và lau chùi thường xuyên hơn. Cái bàn như thế này cũng thế cô chú ạ. Trong này cũng sẽ là một cái nhà vệ sinh riêng. Trong này thì cũng được có vòi nước và cũng được có gắn bồn vệ sinh đàng hoàng của chú. Trên tường này thì cũng được ốp bằng gạch trắng cho nó sạch sẽ. Đó, với nhà của cháu Phượng với tổng diện tích xây dựng là nguyên cái nhà ở này là 60m2. Khi mà bước chân ra bên này thì sẽ có một cái cửa để bước ra bên ngoài này của chú ạ. Đó. Và bên ngoài này sẽ là một cái không gian nhà bếp nấu củi, bởi vì là ở vùng nông thôn thì cần có những cái nhà bếp riêng như thế này để thuận tiện cho việc nấu củi, và nó sẽ có khói và có những cái tro bụi cho nên là sẽ làm riêng ra bên ngoài.
và bên ngoài này sẽ chỉ là cái nền tráng bằng xi măng bình thường như thế này thôi, giống như một cái kho để hai bà cháu có thể là chất những cái đồ mà củi và thóc lúa gì đấy ở bên ngoài. Trên này thì anh em mình chỉ lợp bằng mái của đô xi măng thôi và tường không chát của chú ạ. Đó, còn đây là bên bếp củi. Đấy, cái diện tích bên này thì khoảng gần 20 mét vuông của chú ạ. Nó rất là rộng. Là tổng diện tích nha, cả nhà bếp đun củi và cả căn nhà chính của nhà cháu Phượng với diện tích là gần 80 mét vuông. Bên cái nhà gian nhà chính này thì sẽ có hai phòng ngủ, một phòng khách và một gian nhà bếp cộng với hai nhà vệ sinh. Đó. Đến thời điểm hiện tại thì nhà của cháu thì đã được hoàn thiện hoàn toàn rồi. Anh em mình sẽ sắm sửa thêm một cái số một cái đồ đạc chi trong nhà cho cháu để cháu có thể là sinh hoạt như là bát đũa, nồi cơm chẳng hạn, xong nồi gì đấy. Rồi chọn một cái ngày phù hợp cháu được nghỉ học thì anh em mình sẽ làm cái lễ bàn giao nhỏ nhỏ cho cháu. Thưa toàn thể các ông bà, các cô chú cùng các anh chị, thật vui mừng khi trải qua những cái khó khăn kể về cả về kinh tế cũng như là về điều kiện thời tiết, thì cho đến ngày hôm nay sau hơn 2 tháng cô chú ạ, kể cả nghỉ Tết nữa, thì công trình của nhà cháu Phượng đã được hoàn thiện 100% rồi. Ngày hôm nay là ngày thi công cuối cùng của anh em mình trên công trình của nhà cháu Phượng. Tất nhiên sau này cũng còn có rất là nhiều cái chương trình quay lại để hỗ trợ cho cháu, ví dụ như còn phải đi mua sắm đồ hoặc là làm lễ bàn giao chính thức. Tuy nhiên anh em thợ sẽ không phải làm gì trên công trình nữa cả, đã hoàn thiện tất cả rồi. Đến ngày hôm nay thật sự rất là biết ơn những cái sự giúp đỡ, tình cảm, yêu thương của ông bà, các cô chú, các anh chị xa gần, đặc biệt là những cô chú, các anh chị đang sống ở nước ngoài đã luôn luôn hướng theo kênh Cuộc Sống Tây Bắc, tin tưởng Ngân và tạo điều kiện để giúp Ngân có cái điều kiện giúp cháu Phượng có một căn nhà trọn vẹn như thế này. Kính chúc toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, và hy vọng rằng trong những video tiếp theo, những hoàn cảnh tiếp theo sẽ được đón nhận được nhiều hơn những cái tình cảm, yêu thương, sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị để giúp Ngân lại có điều kiện giúp những hoàn cảnh khó khăn được phần nào vơi đi những cái đau thương, những cái mất mát, những cái khó khăn trong cuộc sống của mình, để giúp các cháu, giúp các hoàn cảnh khó khăn có cái điều kiện tốt nhất trong cuộc sống, và để có một cái tương lai tốt đẹp hơn, trở thành một người có ích cho xã hội. Video ngày hôm nay Ngân cũng sẽ khép lại tại đây cô chú ạ. Thế Phượng nói lời cảm ơn đến ông bà đi con. Dạ, con cảm ơn các ông bà, các cô chú đã giúp con có một ngôi nhà. Con chúc các ông bà, các cô chú luôn luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc. Và con rất quý món quà của các cô chú tặng cho con ạ. Một món quà vô giá là cả một ngôi nhà, đúng không? Dạ. Là một gia tài rất là lớn của con. Dạ. Cho nên con phải giữ gìn nhé. Dạ. Phải ngoan, phải chăm học để không phụ lòng của ông bà nhé. Dạ. Bác Ngân chưa có kết thúc những cái hỗ trợ ở trên nhà của cháu, bởi vì nó còn đi sắm một số đồ dùng ở trong nhà nữa. Nhưng mà đến ngày hôm nay đã hoàn thành công trình nhà rồi, nó trọn vẹn rồi. Bây giờ là không còn phải lo gì để về ngôi nhà nữa nha. Dạ. Cố gắng lên nha. Dạ. Kính chúc một lần nữa đến lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Xin kính chào.